Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 400 triệu đồng vì vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trong đó, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng. Cụ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương Hưng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Diệu Phương, phường Dị Sử, công ty cổ phần xuất nhập khẩu US Vico, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Dũng, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, doanh nghiệp tư nhân Rồng Vàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Lỗi vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp này là đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật.